Dương chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem video của Dương. Thì clip ngày hôm nay Dương lại tiếp tục lên đường thăm cái luồng bẫy này là 30 cái các bạn. Luồng bẫy này là luồng bẫy cũ nhưng mà Dương đã dời điểm cũng rất là nhiều rồi. Cũng còn có tầm khoảng mười mấy, 14, 15 cái bẫy cũ thôi, còn nhiêu là bẫy mới không. Thì anh trai ngày hôm nay thì bọn y dừng lệ mà chuột lũ bà tôi đang gắn. Thì trước mặt anh em á là Dương có cái bẫy đầu tiên. Cái bẫy này thật sự Dương cũng không có định quay đâu, nhưng mà Dương lại thì Dương thấy có phân rồi bạn. Phân là Dương nghĩ tới con ngũ hành trong đây nè. Cái bẫy này là cái bẫy mới, nó vừa bước vừa đồ hôm mà anh em thấy đóng phân thối thằng nữa chưa. Đây nè, nó còn đóng phân. Nặng tài trời cũng không làm. Thì Dương có một cái lồng, có cái bao màu đen này thôi các bạn, tại vì cái lồng bao màu đen này là Dương được một anh trai đó là ảnh tên Trường. Anh tên Trường anh ta tặng Dương mấy cái vỏ bao này. Cái vỏ này là nó bằng bằng gì ta, nó bằng da các bạn, nó rất là tốt nhưng mà nó nặng quá Dương không có quắn nha. Tại Dương quắn thử một hai cái Dương thấy nó nặng quá. Ôi trời, hoành bẫy mới dời qua. Cái bẫy này là cái bẫy mới luôn. Wow, cho đã bỏ bật con này ra này hơn nữa. Trong khu này Dương có hai cái này, cái này với bà tụi bên kia một cái nữa. Hai cái bẫy này là mới chát luôn. Có gì không chịu ra nữa chứ. Ồ ồ gắn. Ồ pin gắn mà ồ không hành. Dứt luôn nha. Quá đã nha hành. Thấy nóng phân là thấy ham rồi. Rồi, đầu video cũng cho Dương gửi lời chúc sức khỏe đến ông bà, cô chú, anh chị đã luôn xem clip và ủng hộ Dương trong suốt thời gian qua nha. Quá trời đã luôn rồi. À, thời điểm này là thời điểm vàng của anh em bẫy gắn mình. Thời điểm này là khả năng dính gắn lớn rất là cao. Kiến không, chuột đi. Đi thì cái bãi này cũng chỗ mới luôn rồi. Không có. Phải Dương đặt trong cục này. Thế này đặt có hành im lắm. Vớt luôn. Chuột ngủ đông rồi. Bị chá nắng. Ui trời, đến con khủng khủng rồi. Hai lần mà bạn ơi. Quá ngon mà. Quá ngon sẵn dính. Con hành chà phá lửa nha bạn ơi.
hàng khủng nữa bạn ơi. Trời ơi, rắn này đá tai thiệt. Trời ơi, đá. Thứ nào chịu nổ được các bạn. 700g. Ui, dài. Hai con rắn lớn nha bạn. Trời, hai rắn hết hồn. Mấy cái bẫy mới giờ lợi hại thiệt. Sáng nay vừa cũng có con cái luôn. Cái bẫy dính đó nó sát mấy lộ rồi mà không có bắt tại chỗ luôn. Cái này còn thì còn chuột. Không hợp. Những tháng này là những tháng nước rút của nghề bị gắn, bởi vì nó dính gắn cành cành không. Không dính thôi là dính dính con bự bự không mà. Hai ba tháng cuối của nghề để gắn chất quớt. Con bờ này gì mà nó không có con rắn nào cho ta. Thiệt tình. Ê đồ đậy rồi. Trong đây thì cũng hoang vắng lắm. Đậy cái bẫy xương xương thì cũng được. Dính được bạn ơi. À, thì tình cái bẫy này quấn cái này nặng kinh điển. Thầy à, dính gắn chất lượng bạn ơi. Mấy con trời. Trời ơi, gắn đã 400g. Gắn đang mung bành cây luôn. Đây bạn ơi, hai gắn. Hai con là con thứ ba. Ba con chất lượng. Xứng đáng đồng tiền. Bốn năm bản gì. Cắn ghê quá. Con này tất cả được nửa ký bạn. Một cái màu vàng. Rồi. Ui đau. Cái lần phải giật giật là hết ham rồi. Mình phải dính dán nhỏ hay gì vậy bạn ơi. Không biết gắn gì. Trời ơi trời, dính ngựa. Hết biết con ngựa này luôn rồi trời. Quái vật thiệt chứ.
con quái vật này thì Dương sẽ đi ra ngoài. Dương thả nó nha các bạn, chứ thả ở đây là nó vô nữa thua luôn. Để Dương ra gặp lộ để Dương thả nó. Thả gần gần chỗ đó là vô nữa, hổ ngựa. Gà đó. Hai dạng gì. Có đại Dương nè. Vệ sinh cái bẫy này và bỏ chuột chuột đặt lại nha. Còn nhìn thấy có hàng rồi bạn ơi. Cũng nhỏ chứ không to lắm. Hai lạng mấy. Bắt gà. Ép lúc ngắt luôn. Này là dữ luôn. Đã. Trong phòng chuột còn luôn. Phát cho nó bị lúa. Dương phái đặt mấy cục chuối nữa mà. Tại vì mấy cục chuối khổ hành nó phái ở lắm. Đặt dễ dính nó hơn. Trời ơi, ngộ quá. Người nhỏ nữa. Bốn lạng gì bạn. Nhìn quay này. Con gì chạy dưới à. Ờ chuột ra đi gắn máu nó vô luôn. Thua. Trận hành kẹt đầu. Quái con. Này nó cũng to lắm. Hai ba lạng mà kẹt đầu luôn. Thì những cái ca này nó xử lý gỡ đầu nó ra rất là lâu các bạn. Cho nên cho Dương tạm thời qua cái khúc này luôn nha. Hình như dính như thế thôi, tới hơi nặng nặng tay. Ồ dính rồi, vô. Hàng khủng rồi. À, con này con gì đâu mà nặng lắm nha bạn. À, con này mà con hổ hành một cái đó ha, là siêu khủng nha. Rồi, nó rồi. Dương tính đâu có một con hổ hành nè bạn ơi, là nó nặng dữ lắm mà giờ không ngờ con hổ hành con hổ ngựa luôn. Hành này to nha bạn, hành nhất luôn. Quá hợp.
bự bự nha bạn. Bữa nay con này là con thứ ba hổ hành nhất luôn nha bạn. Ghê hồn không? Ôi. Đã chưa? Dự tính đâu một con là hổ hành này khủng bố luôn. Không ngờ hai con. Nha bảy gắn này có bữa thăm kiếm con cắn nhất không ra luôn mà. Cái này dính cho mày ba con quá trời đã. Con chuột nằm bên đây. Không dính rồi. Thì ngày hôm nay thì nó đỡ cái hao chuột lắm các bạn. Cái nào dính thì nó mới hao, còn tự đi thì nó ít thôi. Cũng đỡ vấn đề đó. Chết luôn. Hai chuột ra đi rồi. Bẫy trong đây là cái bẫy cuối cùng luôn nha các bạn. Cái bẫy này cũng rất là ngon luôn. Cuối cùng. Còn cuối cùng còn chuột luôn mà. Chuột nó không dính luôn. Hai chúng lớn mà. Cắn cành cành không, chuột xuống còn hình như 7 con, Dương đem theo 20 con, mà tham tốn có 13 con chuột bạn, mà dính cắn quá trời nhiều luôn. Ba cắn nhất, hình như bữa nay không có cắn nhì hay gì, hai con cắn nhì gì không biết, hai con ngựa, chúng lớn luôn mà, ba cắn nhất là thấy ghim mình nè. Trong bịch này khó thấy. Rồi, cho Dương xin kết thúc clip và gửi lời cảm ơn em đã xem hết clip Dương nha. Bye bye.